Mọi người cứ bảo câu, thà khóc trên xe hơi còn hơn cười trên xe đạp, nghe chuẩn không phải chỉnh. Trước kia tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau vụ này thì tôi suy nghĩ lại hẳn. Quả thật hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất khi đi chọn chồng, chứ không phải gia thế, tài sản của người ta. Ngày mới tốt nghiệp ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty có tiếng tại thành phố. Tại đây tôi thật sự bị ấn tượng, nói đúng hơn là mê như điếu đổ anh giám đốc. Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại rất ga lăng. Anh nói chuyện còn nhẹ nhàng, khéo léo, cử chỉ cũng ân cần, luôn quan tâm đến các nhân viên cấp dưới. Khỏi phải nói, người như anh, cô gái nào trong công ty chẳng thầm thương trộm nhớ, chứ không phải chỉ mỗi mình tôi. Vốn sẵn tính hiếu thắng, lại tự thấy bản thân cũng xinh đẹp, nhanh nhẹn, thông minh, nên tôi quyết tâm giành lấy anh bằng được. Hàng ngày đi làm, tôi luôn ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp, tóc uốn xoăn quyến rũ. Tôi rất hăng hái trong công việc, cố gắng làm tốt mọi thứ, thậm chí còn nhận thêm việc để ghi điểm trong mắt anh. Tôi cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với anh, đồng thời cho anh thấy tôi là người rất được, vừa xinh xắn vừa tài năng cư xử khéo léo. Có thể nói trong công ty tôi có phần trông nhỉnh hơn các cô gái khác. Sự tự tin của tôi đã đúng. Sau hơn nửa năm thả thính, tôi và anh giám đốc trong mơ cuối cùng cũng trở thành một cặp. Tuy nhiên, anh có một điều kiện là phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện yêu đương này cho ai. Anh bảo không phải tôi không xứng đáng hay anh yêu tôi không thật lòng, chỉ là làm cùng công ty, anh lại là cấp trên trực tiếp của tôi. Nếu có quan hệ tình cảm với nhau thì không hay, tôi chắc chắn sẽ là người chịu thiệt thòi, bị lời ra tiếng vào nhiều nhất. Tôi thấy anh nói cũng hợp lý nên chấp nhận. Thời gian đầu yêu anh, tôi như sống trên thiên đường, cảm giác chiến thắng khi có được anh quan tâm, chăm sóc, thật sự quá hạnh phúc. Nhưng được vài tháng, không biết có phải vì anh rất bận rộn hay không, anh dần lạnh nhạt với tôi. Anh viện lý do này, lý do kia để giảm bớt thời gian hẹn hò, hiếm khi đưa tôi đi ăn, đi chơi như trước. Xung quanh anh vẫn có hàng tá cô gái yêu mến, theo đuổi khiến tôi khó chấp nhận, hờn dỗi. Mặc dù tôi rất muốn công khai để chứng minh anh đã là hoa có chủ, anh vẫn nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn giận ngược lại tôi. Tôi đành phải xuống nước chấp nhận, miễn được làm bạn gái của anh. Bạn bè tôi đều nói tôi ngu dại, yêu đương không cần phô trương, nhưng mà cần công khai đàng hoàng. Các bạn sợ tôi bị lừa dối, nhưng mà tôi khăng khăng gạt đi để bảo vệ anh. Trái ngược với anh, ở cơ quan tôi có một anh đồng nghiệp khác, anh tên Tuấn, gia cảnh có phần khó khăn, luôn tỏ ra rất có cảm tình với tôi. Không phải bạn trai, nhưng mà anh Tuấn mới chính là người chăm sóc, giúp đỡ tôi trong công việc. Thậm chí trưa hè nóng bức tôi không muốn đi đâu, tôi biết anh thường cố tình giả vờ tiện đường mua đồ ăn, xin tố hoa quả hay cốc chè bưởi mà tôi thích cho tôi. Dù chỉ là nhân viên bình thường, thu nhập không cao, anh không bao giờ ngại mua này mua kia cho tôi. Tôi trả tiền, nhưng anh nhất quyết không lấy. Anh lúc nào cũng quan tâm, nâng niu tôi từng chút một. Trong một lần đang làm việc, bỗng dưng tôi cảm thấy đau bụng dữ dội. Gọi cho bạn trai, anh nói đang bận, tôi tự đi bệnh viện xem sao. Khi mặt tôi tái mét, không thể gượng dậy thì anh Tuấn trông thấy. Anh tỏ ra hết sức lo lắng, nhanh chóng đưa tôi đi khám. Tôi bị đau ruột thừa, cần mổ gấp, may sao có anh đưa đi, chứ không thì rất nguy hiểm. Trước khi vào phòng mổ, tôi vẫn cố nhắn tin cho bạn trai giám đốc về tình hình của mình. Lúc tỉnh lại sau ca mổ, mở mắt ra là anh đồng nghiệp, chứ không phải là người bạn trai cấp trên trong mơ của tôi. Trong khi người ta chỉ là đồng nghiệp mà rất chăm sóc cho tôi, liên tục hỏi han tôi thế nào, có đâu không, mua đồ ăn nhẹ cho tôi, thì bạn trai của tôi đâu rồi? Gọi cho anh còn dập máy và để lại dòng tin nhắn, anh đang bận lắm, em thế nào rồi? Thấy tôi bảo tôi vừa mổ xong, may sao đã ổn, bạn trai chỉ lạnh lùng nhắn lại, thế thì tốt rồi. Và tuyệt nhiên sau đó không hề hỏi thăm hay là có ý định vào thăm tôi. Nằm trên giường bệnh, tôi bỗng dưng bật khóc. Tôi cảm thấy mình thật sự ê chề, chạy theo một tình yêu chẳng ra làm sao. Lúc tôi gặp hoạn nạn nguy hiểm, bạn trai vẫn không hề mảy may lo lắng, thì tôi còn trông chờ được điều gì ở anh ta? Tôi thấm thía từng câu nói của các bạn, họ đã đúng. Không cần suy nghĩ nhiều thêm, tôi dứt khoát nhắn tin chia tay, mà anh ta còn dửng dưng hỏi, em chắc chưa? Cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không? Và anh không ngần ngại nói, có, anh thích em từ rất lâu rồi, chỉ sợ em chê anh. Cứ thế tôi có bạn trai mới, tôi đã từ bỏ anh chàng giám đốc bảnh bao giàu có để tiến tới mối quan hệ với chàng nhân viên nghèo. Nhưng không hiểu sao, ở bên anh, tôi mới cảm nhận được sự bình yên ấm lòng. Hóa ra hạnh phúc không nằm ở sự viển vông, hào nhoáng, mà chúng ta cần tìm được người phù hợp, thực sự yêu thương và muốn chăm sóc cho mình. Những ngày sau đó, tôi và bạn trai mới thoải mái thể hiện tình cảm, công khai cho cả cơ quan được biết. Hàng ngày chúng tôi chỉ đơn giản đi ăn trưa cùng nhau, tối chở nhau đi hóng mát. Nhưng sao mà vui đến thế? Mấy hôm sau anh người yêu tôi bảo sẽ quyết định xin nghỉ ở cơ quan để chuyển sang chỗ làm mới. Tôi sững người bảo anh, có phải tại người yêu cũ em không? Có phải là thằng cha đấy ghen ăn tức ở nên cố tình gây áp lực cho anh đúng không?
Ai ngờ anh người yêu tôi chỉ cười rồi bảo anh phải nghỉ việc để bận về nhà thừa kế công ty. Tôi tưởng anh nói đùa nên không để tâm. Ai ngờ anh đồng nghiệp nghèo lại cho tôi thành vợ giám đốc thực. Ngày tôi về ra mắt gia đình anh, nhìn căn villa 100 tỷ thêm con mẹt đổ ở gara, tôi đờ hết cả người ra. Thì ra nhà anh có công ty riêng, nhưng anh vẫn quyết xin bố mẹ ra ngoài bươn chải để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Sau khi yêu tôi, anh muốn cho tôi danh phận và công khai với mọi người, nên quyết định nghỉ việc ở công ty cũ để về tiếp quản công ty gia đình. Tôi biết được sự thật, song vẫn chưa hết sốc. Tưởng đâu một túp liều tranh, hai trái tim vàng. Ai ngờ hai trái tim vàng trong căn villa. Ra mắt bố mẹ anh xong, tôi vẫn chưa thể tin được. Thì ra người yêu nghèo của tôi lại là một đại gia ngầm. Tự trách anh không nói với tôi sớm. Anh chỉ cười rồi bảo, tại anh sợ người ta tìm đến anh vì tiền bạc thì phiền lắm. Anh cũng không muốn giấu em, chỉ là không có dịp nói ra. Sau ngày hôm đấy, tôi với người yêu vẫn mặn nồng như cũ. Tôi không vì anh là giám đốc mà thay đổi tình cảm của mình. Anh cũng không vì làm CEO mà lúc nào cũng bận như anh người yêu cũ giám đốc của tôi. Anh vẫn dành thời gian dỗ dành yêu thương tôi. Trong khi đó ở cơ quan tôi vừa có vụ ẩu đả khá lớn giữa hai cô gái cùng nhận mình là người yêu của giám đốc. Hóa ra người yêu cũ của tôi, anh ta cũng không thiếu bạn gái khác. May nhờ lần đau ruột thừa, tôi đã tỉnh ngộ và bước ra khỏi được bể khổ. Vậy mới nói mấy chị em khi lựa người yêu thì đừng có ham hố vào tiền tài hay vẻ ngoài hào nhoáng của đàn ông. Cái quan trọng nhất là người ta có yêu mình thật lòng không. May có một lần đau bụng để mình có cơ hội bỏ đi ruột thừa, cũng bỏ đi tên đàn ông thừa thãi chỉ có cái mồm như anh người yêu cũ giám đốc của tôi. Tôi tin chắc mấy bà thấy nhiều em gái trà xanh trà đào rồi, nhưng mấy bà có thấy mẹ chồng trà xanh bao giờ chưa? Nói thật, mấy em gái trà xanh còn dễ trị, chứ mẹ chồng trà xanh thì chỉ có kêu trời kêu đất thôi mấy bà ơi. Mà may sao ông chồng tôi cũng còn tỉnh táo, nên tôi cũng đỡ khổ mấy bà, chứ không mới chắc tôi cũng xách dép mà chạy rồi. Nói sơ một chút thì tôi tên Mỹ, mới kết hôn được 1 năm. Lúc mới cưới thì tôi ở nhà chồng, sau này đến cả nhà chồng tôi cũng không chịu được cái tính trà xanh của mẹ chồng, nên chúng tôi mới vừa chuyển ra riêng vào tuần trước. Ngày đầu mới về ra mắt thì tôi thấy mẹ chồng cũng là một người dễ tính, hiền từ, thân thiện lắm. Cưới nhau rồi mới biết tôi thì ra mình còn non và xanh lắm. Những ngày đầu mới về làm dâu của tôi thoải mái như ở nhà mình luôn. Mẹ chồng không làm khó hay yêu cầu tôi làm bất cứ thứ gì. Tôi cứ ngỡ đây là thiên đường cho mình rồi. Cho đến khi tôi mang thai đứa đầu tiên thì dần dà mùi trà xanh bắt đầu ngập tràn cả nhà. Mang thai lần đầu tôi phản ứng mạnh lắm, hết nôn ngén không ăn uống được gì, rồi còn thường xuyên mệt mỏi. Cũng may tôi không phải đi làm, vì cả tôi và chồng đều là dân kinh doanh, nên thời gian có thai tôi đều ở nhà nghỉ ngơi. Lúc trước tôi đều là người nấu ăn cho cả gia đình, nhưng hôm đấy do quá mệt mỏi nên tôi có nhờ mẹ chồng nấu giúp. Mẹ chồng nghe thấy liền sảng khoái đồng ý, con cứ để đấy mẹ nấu cho. Con đang thai ngán mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, dù mẹ cũng có hơi mệt. Hôm qua có đi khám thì bác sĩ bảo mẹ không có gì đáng ngại, chỉ là tuổi lớn rồi xương cốt cũng yếu chút thôi à. Tôi nghe thế thì cũng thấy mình hơi quá đáng, mẹ già rồi nên hưởng phúc, chứ để mẹ nấu nướng thì kỳ quá, nên tôi đành bảo mẹ nghỉ ngơi để tối nấu vậy. Lần khác tôi thèm ăn hải sản nên có bảo chồng mua vài món về nhà ăn. Tôi gắp cho mẹ mấy con tôm con mực thì mẹ lại gắp bỏ lại vào chén tôi rồi nói, con ăn đi, mẹ ăn ít mấy miếng thì tụi con ăn được thêm mấy miếng. Tôi cảm động lắm, tự nhủ sau này sẽ tốt với mẹ hơn nữa. Chỉ có chồng tôi nhìn mẹ kiểu bất đắc dĩ lắm, nhưng tôi nào có hiểu gì đâu. Bụng tôi càng ngày càng lớn, người càng nặng nề mệt mỏi. Chuyện trong nhà đều một mình tôi làm. Mỗi lần nhờ mẹ chồng làm gì đó, mẹ đều đồng ý, xong lại thêm vài câu đáng thương, làm tôi cảm thấy mình không tốt, lại không nỡ để bà làm. Tôi vẫn cứ nghĩ mẹ chồng rất tốt, cho đến khi hôm đó tôi xuống dưới nhà để nhận hàng, thì thấy mẹ chồng đang đứng nói chuyện với mấy bà hàng xóm. Cuộc nói chuyện của họ khiến tôi mở mang tầm mắt hẳn luôn. Mấy bà cứ làm khó con dâu ra mặt làm cái gì, cứ như tôi này, giả vờ đáng thương một chút là con dâu nó tự động làm hết, còn phải cung phụng mấy bà như vua chúa ấy chứ. Mẹ chồng tôi cười khà khà, nói với vẻ đắc ý lắm. Tôi nghe xong mà tức điên cả người, sau đó lại ngẫm nghĩ lại, mới thấy mình bị dắt mũi thế nào. Tôi tự thấy mình sống rất biết điều, vậy mà gặp phải bà mẹ chồng trà xanh như vậy. Tôi đâu cần bà ấy phải làm gì cho tôi, thỉnh thoảng giúp tôi 1-2 thì tôi cũng vui rồi. Đằng này bà ấy gắn cái mắt đáng thương lên để tôi đồng cảm, rồi xem tôi như con ngu mà dắt đi. Tôi kể chuyện này với chồng, chồng tôi tỏ vẻ như biết trước rồi. Anh biết tính mẹ như thế rồi, nên anh mới bảo em thuê giúp việc để đỡ đần cho em mà em không nghe, còn trách anh không biết thương mẹ nữa. Thì ra từ đầu có mình tôi bị cái nết trà xanh của mẹ chồng lừa thôi. Nghĩ lại tự dưng thấy sợ. Đúng là trà xanh thì loại nào cũng có.
chỉ có chúng ta ếch ngồi đáy giếng chưa thấy hết sự đời thôi. Tôi và Hoàng chơi thân với nhau từ thời cấp 3. Chúng tôi cùng quê, sau đó cũng lên thành phố học đại học và lập nghiệp. Hoàng là chàng trai nam tính, tinh tế, tính tình lại dịu dàng, nên rất được lòng các bạn nữ, trong đó có cả tôi. Nhưng dù khác giới, chúng tôi luôn làm bạn với nhau khá trong sáng. Hoàng là thằng bạn thân nhất của tôi từ cấp 3 đến giờ. Cả tôi và Hoàng đều có người yêu. Hai đứa vẫn thường tâm sự về những niềm vui, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. 4 tháng trước, tôi chia tay bạn trai vì bất đồng quan điểm và cảm thấy đối phương không còn phù hợp với mình nữa. Không lâu sau đó, Hoàng cũng tâm sự với tôi. Nó và người yêu đang giận dỗi. Bạn gái nó đang định chia tay vì đã yêu hơn 3 năm, nhưng mà Hoàng luôn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Trong khi đó, bạn gái Hoàng lại rất muốn có danh phận để sớm yên bề gia thất. Cả hai cũng chán nản trong chuyện tình cảm, nên rủ nhau đi nhậu, hàn huyên về cuộc đời. Bẵng đi một cách nào đó, không biết là do men rượu làm mụ mị đầu óc, chúng tôi đã đi quá giới hạn của bạn bè thông thường. Hôm sau, tôi và Hoàng rất ngại ngùng, không dám nói với nhau một câu nào. Không ai bảo ai, chúng tôi đều im lặng trong suốt 1 tháng. Cả hai như ngầm xác định rằng mọi chuyện chỉ là sai lầm, sự cố và không cần đối phương phải chịu trách nhiệm. Mặc dù biết là như thế là sự lựa chọn đúng đắn nhất, chẳng hiểu sao khi Hoàng không nói gì, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Có thể do tôi là phụ nữ, hoặc cũng có thể từ sau lần đó tôi có cảm tình với Hoàng. Tôi có chút giận hờn, mong ngóng hồi âm theo một cách khác từ thằng bạn thân. Đúng, đó là sự cố, nhưng cũng chẳng có gì sai, vì tại thời điểm đó chúng tôi đều độc thân. Sau hơn 2 tháng đắn đo suy nghĩ, cùng nhiều lần viện cớ tránh mặt Hoàng, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để hẹn gặp cậu ấy, nói rõ những tâm sự trong lòng mình. Ngày gặp gỡ, tôi chưa kịp thổ lộ điều giữ kín bấy lâu, Hoàng đã bất ngờ thông báo cậu ấy mới quay lại với bạn gái cũ. Cả hai thống nhất sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau. Hoàng bảo tôi cậu ấy trước đây quá mãi chơi, nhưng cũng đến lúc nên tính đến chuyện lâu dài, cần biết suy nghĩ cho bạn gái hơn. Hoàng bảo tôi là bạn thân, nhớ hỗ trợ nhiệt tình lúc cậu ấy làm ăn hỏi, đám cưới. Nghe những lời nói đó, tôi như chết lặng, cảm thấy quá ngỡ ngàng. Dường như nhận ra điều gì đó, Hoàng hỏi tôi muốn nói gì mà hẹn gặp. Nhưng mà tôi còn biết nói gì nữa bây giờ, mọi thứ như sụp đổ, vô nghĩa hết rồi. Tôi chỉ biết nén nước mắt vào trong và chúc hai người hạnh phúc. Mấy ngày gần đây tôi rất hay buồn nôn, mệt mỏi. Bỗng nhiên nhớ ra tôi đã bị chậm một thời gian mà không để ý. Tôi lo quá, nhỡ may tôi mang bầu thật thì làm thế nào? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cầm que thử thai trên tay, nhưng mà tôi hèn nhát, 2-3 hôm rồi không dám thử. Nếu tôi có thai thật, tôi có nên báo với Hoàng không? Liệu tôi có thể bắt Hoàng hủy cưới với cô bạn gái kia không? Đúng là chỉ một lần trót dại, mà bây giờ tôi sắp mất đi bản thân và cả cuộc đời con gái của mình.